Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Top Sao Hàn. Và như thường lệ, ngay sau đây hãy cùng mình nắm bắt những tin tức mới nhất có trong ngày. BTS là nhóm nhạc tài sắc vẹn toàn, sở hữu những gương mặt nam thần xuất chúng đứng top thế giới. Với visual cực phẩm như vậy thì liệu BTS trông sẽ như thế nào nếu hóa thân thành con gái? Mới đây thì khi trào lưu hoán đổi giới tính bằng các công cụ chỉnh sửa ảnh lan tỏa khắp trên mạng xã hội thì một fan đã phù phép cho BTS xuất hiện trong dung mạo phụ nữ. Và xem loạt ảnh dưới đây thì chắc chắn khối fan sẽ mắt chữ A mồm chữ O trước visual của 7 thành viên. Thứ nhất, Jin. Anh cả Jin thường ngày được gọi là Worldwide Handsome, quả là có lý do cả. Khi biến hình thành con gái thì Jin sở hữu nhan sắc mặn mà, sang trọng như những minh tinh nước ngoài. Đường nét của anh chàng còn vô cùng sắc sảo và kiêu kỳ, khiến nhiều fan nữ phải thầm ghen tị. Dù có kiểu tóc nào thì Jin phiên bản nữ trông cũng sang và đẹp như thường. Góc nghiêng xuất thần của Jin chắc chắn sẽ hấp hồn khối fan. Và nếu debut làm idol, có khi Jin bản nữ sẽ tranh giành cùng với Irene, Chewy và Jisoo ngôi vị visual hàng đầu thế hệ 3 cũng nên. Thứ hai, AM. AM bản nữ chắc chắn là một quý cô thông minh, sắc sảo và khôn ngoan, sở hữu phong cách và gu thời trang thanh lịch hiện đại. Đặc biệt là ánh mắt sáng ngời của trưởng nhóm BTS dù có là nữ hay nam cũng không hề thay đổi. Diện mạo của AM sau khi hóa thành con gái gây choáng nhất vì quá xinh. Có lúc thì trông AM trong sáng và hiền dịu đến bất ngờ thế này đây, cặp má lúm đồng tiền thương hiệu càng làm cho nụ cười của AM thêm ngọt ngào và quyến rũ. Thứ ba, Suga. Suga vốn dĩ đã vô cùng cá tính và chất chơi rồi nên khi xuất hiện trong dung mạo của con gái, anh chàng trông vẫn khí chất và sang chảnh. Nhìn ảnh của Suga tóc đen sexy, không ít cư dân mạng liên tưởng đến Lisa Blackpink. Phiên bản nữ của Suga chắc chắn sẽ là nàng tiểu thư giàu có, xinh đẹp và tỏa ra khí chất không ai bì được. Đôi mắt một mí đầy thu hút khiến cho tổng thể visual của Suga bản nữ càng quyến rũ, mới lạ và sắc sảo hơn. Nếu Suga trong dung mạo con gái debut với vai trò diễn viên, khối fan chắc chắn sẽ bị chinh phục bởi nhan sắc yêu kiều và khí chất ngút ngàn. Thứ tư, J-Hope. Nếu J-Hope là con gái thì mỹ nhân này chắc chắn sẽ khiến fanboy đổ rầm rầm vì visual xinh đẹp và sắc sảo. Chưa hết thì J-Hope bản nữ còn sở hữu khí chất linh hoạt, biểu cảm đa dạng, lúc thì tươi sáng thanh thuần, khi lại quyến rũ và ma mị. Đặc biệt thì quý cô J-Hope còn sở hữu chiều cao đáng nể, tỷ lệ cơ thể chuẩn. Thứ năm, Vi. Không hổ danh là gương mặt từng giành hạng 1 trong top 10 gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2020. Vi dù có là nam hay là nữ thì vẫn sở hữu visual người gặp người thương, thu hút và quyến rũ hiếm có. Nữ thần Vi chắc chắn sẽ vô cùng nổi tiếng với gương mặt đạt đến độ hoàn hảo hiếm có, đứng top các bảng xếp hạng mỹ nhân K-pop. Với visual đỉnh cao thế này thì Vi phiên bản nữ hoàn toàn có thể ra mắt với vai trò diễn viên. Khuôn mặt xinh đẹp không tì vết, sống mũi cao thon gọn và đôi mắt mơ màng của Vi chắc chắn sẽ khiến khán giả dán mắt vào màn hình. Trông Vi phiên bản nữ như búp bê sống. Thứ 6, Jimin. Nụ cười tỏa nắng của Jimin không hề thay đổi. Trong dung nhan con gái được fan phù phép cho thì Jimin trông vô cùng tươi sáng, duyên dáng và xinh đẹp. Tuy vậy thì cũng có những khoảnh khắc Jimin bản nữ sexy và thu hút như thế này đây. Gương mặt V-line nhỏ nhắn với những đường nét hài hòa của nữ idol Jimin chắc chắn sẽ được cư dân mạng khen ngợi trên khắp các diễn đàn. Thứ 7, Jungkook. Jungkook trong dung mạo con gái sẽ là mỹ nhân hàng đầu, xinh xắn không kém gì idol IU của chính anh chàng. Qua là mỹ nam nổi tiếng thế giới, visual của Jungkook trong hoàn cảnh nào cũng xuất thần và tỏa ra hào quang người nổi tiếng lấp lánh. Bất cứ tạo hình hay kiểu tóc nào cũng không làm khó được nữ thần Jungkook. Đôi môi nhỏ chúm chím, góc mặt nghiêng sắc sảo và đôi mắt to tròn long lanh của em út BTS khiến các fan phải tròn mắt ngắm nhìn. Chẳng kém cạnh gì các anh, Jungkook phiên bản nữ cũng vô cùng xinh đẹp và khả ái. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Top Sao Hàn và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nắm bắt những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.